Giám sát viên Cindy Chavez của quận hạt hứa xây trung tâm phục vụ cộng đồng Việt Mỹ và đã giữ lời đây là trung tâm phục vụ đầu tiên lớn nhất Hoa Kỳ. Không những vậy, bà đã giữ cho chúng ta được an toàn trong cơn đại dịch với các địa điểm xét nghiệm và thuốc tiêm ngừa. Bà đã tranh đấu cho chúng ta có được nhà cửa với giá cả phải chăng và công việc có lương cao. Cindy Chavez là đồng minh đích thực của chúng ta, đã luôn đề cao di sản văn hóa. Hãy bầu cho Cindy Chavez vào chức vụ thị trưởng, người đã luôn tranh đấu cho chúng ta. Hương Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Clear Today và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ tư ngày 2 tháng 11. Tin tức rất là nhiều và Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị. Và hôm nay chúng ta có thông tin về diễn biến mới nhất mà liên quan đến cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, cuộc điều tra Đại bộ Thẩm đoàn về việc ông Donald Trump đã đưa tài liệu của chính phủ về các chữ riêng tại Mar-a-Lago. Phương Giang sẽ lần lượt chia sẻ đến quý vị. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay là bản tin liên quan đến Nga bởi vì những cái thông tin mà Nga đang có ý định là sẽ sử dụng những vũ khí hạt nhân chiến thuật à, thực sự tin tức này như thế nào vào ngày hôm nay truyền thông cho biết là từ giữa tháng 10 theo thông tin tình báo được loan truyền, được uh, lưu hành đúng ra là được lưu hành trong các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy là một số tướng lãnh của Nga đã có những cái trao đổi, đã có những cái cuộc họp bàn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Từ hồi giữa tháng 10 cho đến giờ. Và điều này làm báo động chính phủ Hoa Kỳ, làm báo động chính phủ của ông Joe Biden. Quý vị biết là mặc dù đây chỉ là bàn luận giữa các vị tướng lãnh của Nga, không có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin, nhưng mà điều này nó cũng làm dấy lên cái sự lo ngại về phía Mỹ. Trước cái diễn biến chúng ta thấy là Nga thì đang bị thua trên chiến trường Ukraine, thua trong cái cuộc chiến mà họ phát động, họ khơi mào từ hồi tháng 2 cho đến nay. Putin thì khát khao chiến thắng. Putin Bây giờ tuyệt vọng tìm mọi cách làm sao mà giành được cái chiến thắng ở Ukraine, nhưng mà trên thực tế thì cho thấy chiến trường của ông ta đang bị thua đậm. Và những cái bàn luận mặc dù Putin không có tham gia nhưng mà những cái bàn luận này cho thấy là những cái lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga của Putin từ Moscow không phải chỉ là những lời nói suông mà có thể diễn ra có thể xảy ra theo đánh giá của ngũ giác đài thì bây giờ Nga đang sở hữu trong tay khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật đây là loại vũ khí được sử dụng trên chiến trường và cái hiệu suất của loại vũ khí hạt nhân chiến thuật này thì nó 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 nhỏ hơn nó nhỏ hơn và nó được sử dụng ở tầm ngắn chứ không phải là như những cái vũ khí hạt nhân được gắn trên hỏa tiễn à, đạn đạo xuyên, xuyên lục địa nhưng gì thì gì nó cũng có sức hủy diệt hết sức là mạnh mẽ hết sức mạnh và cái diễn biến này xảy ra khi mà về phía nga trong thời gian vừa qua đã tung tin đồ nhảm đã tung tin những cái những cái ý kiến không có căn cứ vô căn cứ rằng Ukraine đang tính đến việc sử dụng Bom bẩn có nghĩa là họ đang phủ đầu họ lấy cớ đó cứ tiếp tục nhồi sọ nhồi sọ và lấy cái cớ đó để có thể là mở một cái cuộc chiến về hạt nhân nhưng mà putin thì vẫn là người quyết định là người duy nhất có thẩm quyền quyết định liệu có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không ông ta là người duy nhất bất chấp cái quan điểm của các vị tướng lãnh nga như thế nào tin tức tình báo thì như vậy nhưng mà theo giới à, theo các chuyên viên cao cấp của hoa kỳ cho thấy là họ chưa có thấy bất cứ một cái chứng cớ nào nga di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật của họ hay là họ có những cái sự chuẩn bị về những cái phương pháp à, những cái phương pháp để sử dụng những cái vũ khí này tức là đây là chỉ là những cuộc bàn, chứng cớ chưa cho thấy là họ đang có một cái sự chuyển động, họ đang có sự di chuyển. Nhưng mà nếu như quả thật Nga quyết định là sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật thì nó sẽ thay đổi cục diện của toàn bộ cuộc chiến này và đây là lần đầu tiên sau hơn 75 năm có vũ khí hạt nhân trong một cái cuộc chiến và như Hương Giang nói nó sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến này và cái mức độ hủy diệt thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố trong đó có yếu tố chẳng hạn như là sức gió nó cũng ảnh hưởng đến cái mức độ hủy diệt nhưng gì thì gì nếu mà sử dụng vũ khí hạt nhân như vậy mặc dù vũ khí hạt nhân chiến thuật thì nó sẽ tàn phá nó sẽ hủy diệt hàng ngàn người và nó sẽ sang bằng rất là nhiều nơi và sẽ có rất là nhiều khu vực nhiều vùng ở ukraine có thể sẽ không có sinh sống được và cái mức tàn phá nó vô cùng cao và điều này làm hoa kỳ lo ngại một mặt thì các viên chức hoa kỳ bây giờ đang có thực sự bên trong đang có một cái sự chia rẽ một số thì cho rằng một số viên chức cho rằng là nga chỉ nói vậy thôi không có chứng cứ là nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng một số thì cho rằng đừng có đùa bởi vì khi đặc biệt chúng ta thấy là cái lời pháp biểu của ông Bern giám đốc CIA trước đây ông bảo rằng là Nga bây giờ đang tuyệt vọng tìm mọi cách để giành được chiến thắng cho nên là có khả năng là Nga sẽ dụng đến cái biện pháp cuối cùng đó là vũ khí hạt nhân chiến thuật gì thì gì Putin là người sẽ cầm cái con dao này và putin hơn ai hết hiểu rõ được nếu mà ông ta sử dụng vũ khí hạt nhân thì nga sẽ còn lãnh hậu quả rất là nặng nề cho đến lúc này đây tổng thống joe biden đã cảnh báo rất là nhiều lần nhưng mà chúng ta chưa thấy rõ là nếu như nga sử dụng vũ khí hạt nhân thì sẽ lãnh những cái hậu quả như thế nào. Nhưng mà tin tức này được loan ra trong cái bối cảnh là phía Mỹ đã có những cái cuộc trao đổi với các viên chức phương Tây đồng minh của mình và tức là phía Mỹ cùng với đồng minh của mình đang có những cái cuộc trao đổi với người đồng cấp chẳng hạn như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ với đây đã có một cái cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và nhân tiện nói về tổng thống Joe Biden. Vào ngày hôm nay ông Joe Biden đã có một bài phát biểu từ Washington Union Station, nó chỉ cách Điện Capitol rất là cái nó nó rất là gần với Điện Capitol. Bài phát biểu được ông đưa ra khi mà chúng ta chỉ còn 6 ngày nữa bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra và thăm dò cho thấy là bất lợi về phía dân chủ. Và cái điểm tín nhiệm mà dành cho tổng thống Joe Biden thì bây giờ nó cũng đang ở cái mức thấp. Và ông Joe Biden vào ngày hôm nay đã đưa ra những cái lời cảnh báo rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Và theo lời tổng thống Joe Biden những cái ứng cử viên hơn 300 mấy chục ứng cử viên Cộng hòa những người được xem là bác bỏ kết quả bầu cử có tên trên lá phiếu và một số những ứng cử viên này từ chối chấp nhận kết quả bầu cử nếu như mà ông hay bà ta thua giọng điệu này mà người rõ ràng nhất là có lẽ là quý vị biết là bà Kelly Lake. Bà Lake hiện nay là người theo đúng bài bản theo đúng cái playbook của ông Donald Trump trong cái cuộc tranh đua vào ghế thống đốc của tiểu bang Arizona bà này tuyên bố đối với bà chỉ có một kết quả bầu cử chấp nhận được thôi đó là bà thắng còn mà bà thua đó là bầu cử gian lận cũng giống như ông Donald Trump trước bầu cử năm 2020 cũng chơi cái chiêu trò này và tổng thống Joe Biden cho rằng là nhịp những cái ứng cử viên Cộng hòa từ chối chấp nhận kết quả bầu cử vào ngày 8 tháng 11 nếu như mà họ thua thì đó là mối đe dọa của nền dân chủ và tổng thống Joe Biden thắng thắng đổ lỗi cho ông Donald Trump. Và ông cũng dùng cái ví dụ đó là cuộc tấn công vào chồng của bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là ông Paul Pelosi mới đây diễn ra tại căn biệt thự của họ ở San Francisco. Sử dụng cái cuộc tấn công này làm bằng chứng cho thấy là nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa. Và như Hương Giang chia sẻ với quý vị là trong từ tuần trước cho đến tuần này, dân chủ cũng như Cộng hòa họ tung hết lực lượng để vận động tranh cử cho những ứng cử viên của họ. Về dân chủ thì chúng ta thấy là cựu tổng thống Barack Obama đã có những cái cuộc tập hợp mà rõ ràng tại những cuộc tập hợp này chúng ta mới thấy là mặc dù đã rời khỏi nhiệm kỳ lâu rồi nhưng mà ông Obama vẫn còn rất là nhiều người ủng hộ những cái bài phát biểu của ông vẫn thu hút rất là nhiều người lắng nghe trong một cái cuộc vận động tranh cử cho ứng cử viên dân chủ gần đây ông Barack Obama đã chỉ trích ứng cử viên vào thượng viện à, vào thượng viện Hoa Kỳ đó là Herschel Walker tại tiểu bang về nhà người đang đối mặt với những cái vụ bê bối bị người tình cũ tố cáo là ông ta yêu cầu họ đi phá thai mặc dù ông này có một cái quan điểm về chống phá thai rất là cực đoan tổng thống cựu tổng thống Obama bảo rằng ông dành những lời ca ngợi những lời khen ngợi dành cho Herschel Walker với cái tư cách là một cầu thủ thì đây là một cầu thủ hết sức là sáng danh một cầu thủ hết sức là có tài nhưng mà ông đặt câu hỏi nhưng mà liệu hết Walker có đại diện cho quý vị được hay không và trong một bài phát biểu hết Walker đã đáp trả phản pháo ông Obama cái câu mà Walker nói với gửi ra cái thông điệp cho Obama là tại sao ông ta không có quay về nơi mà ông giám sát viên Cindy Chavez của quận hạt hứa xây trung tâm phục vụ cộng đồng Việt Mỹ và đã giữ lời đây là trung tâm phục vụ đầu tiên lớn nhất Hoa Kỳ. Không những vậy, bà đã giữ cho chúng ta được an toàn trong cơn đại dịch với các địa điểm xét nghiệm và thuốc tiêm ngừa. Bà đã tranh đấu cho chúng ta có được nhà cửa với giá cả phải chăng và công việc có lương cao. Cindy Chavez là đồng minh đích thực của chúng ta, đã luôn đề cao di sản văn hóa. Hãy bầu cho Cindy Chavez vào chức vụ thị trưởng người đã luôn tranh đấu cho chúng ta. Ta từ đó đến đi. Nhiều người phân tích thì cho rằng là Walker đang có ý ám chỉ cái vụ mà giấy khai sinh. Giấy khai sinh của Obama mà quý vị nhớ là hồi đó ông Donald Trump là một trong những người đầu tiên tung tin đồn nhảm. Nhưng mà cũng có người cho rằng cái câu của Herschel Walker là một cái lời khen dành cho Obama quay trở lại về nơi mà ông ta, ông từ đó đến là nơi nào là tòa bạch ốc điều này cho thấy là quý vị thấy không chính trị nó có đủ chiêu trò chơi nhau và tố cáo những cái màn đấu khẩu với nhau diễn ra mỗi một ngày như vậy Elon Musk ngày hôm qua Hương Giang có chia sẻ với quý vị là nếu mà Hương Giang trúng số đó chúng giải độc đắc thì Hương Giang sẽ buy out ông Elon Musk tại Twitter nhưng mà hình như Hương Giang nhầm rồi quý vị cái thương vụ mà ông Elon Musk mua lại Twitter là 44 tỷ Mỹ Kim chứ không phải là 44 triệu. Cho nên bây giờ tối nay mà Hương Nha có trúng cái giải độc đắc Powerball vào, vào tối ngày hôm nay 1,2 tỷ Mỹ Kim cũng không có đủ tiền để buy out ông Elon Musk. Cho nên thôi give up 44 tỷ chứ không phải là 44 triệu. Ông Elon Musk bây giờ trở thành, ngày mai thì ông chính thức là trở thành ông chủ của Twitter được đúng một tuần đứng ở ngoài nhìn vào trong thì thấy dễ dàng lắm nhưng mà vào trong rồi bây giờ ông này ông mới đang nếm mùi sở dĩ hương giang nói nếm mùi là gì quý vị nhớ là ngay khi mà trước khi mà lấy được truy tờ thì ông bảo rằng ông sẽ mở cánh cửa để cho đặc biệt là cho donald trump quay trở lại bây giờ quý vị biết là khi mà vào làm chủ của Twitter thì ông bảo là free the bird bây giờ làm cho chim sống chuồng ra và chính vì vậy mà chúng ta thấy cái cái lượng những cái ý kiến trên Twitter những cái ý kiến thù ghét bài bác phân biệt chủng tộc đủ thứ ở trên đó nó gia tăng một cách kinh khủng cái điểm đáng nói là quý vị biết là ngày hôm qua ngày hôm qua có một uh, nhà hài kịch. Cũng là một diễn viên đóng phim đó là một tài tử đóng phim về những cái phim truyền hình thôi, nhỏ thôi đó là ông Tim Heidecker. Tim Heidecker đã lên Twitter làm một bài toán thử xem thử như thế nào. Xem thử là cái chủ trương cái chính sách kiểm duyệt của Twitter như thế nào rằng sao. Và ông ta đã làm một cái hashtag là Trump is dead tức là ông Trump ông chết rồi. Và trong cái cái trong cái ý kiến của mình trên Twitter thì ông hay Decker này, ông biết là ông Trump chết badly, chết kinh khủng lắm. Và Elon Musk phải đang áp cái bản tin này và Donald Trump Jr chẳng qua là Donald Trump mà thôi rồi sau đó ông ta còn đăng thêm nữa ông ta bảo rằng Donald Trump chết mà chết một cách bận hoàng chết một cách đau buồn thực ra đó cái dụng ý của ông Tim Hacker này là gì để tạo ra một cái tin rõ ràng người ta biết là tin này chỉ là tin giả ông dựng ra cái tin như vậy để xem phản ứng như thế nào để xem liệu Twitter có cut off ông hay không có đóng cửa hoặc là có treo hoặc là có delete cái tin thất thiệt này không cái tin sai trái này hay không quý vị biết là chỉ trong một thời gian ngắn cái ý kiến của ông Tim Hedecker này đã có hàng chục ngàn người theo và bỏ dấu like và người ta biết đây là chỉ là một trò đùa cho nên người ta cũng nhảy vào để đùa và cho đến tận chiều hôm nay thì Twitter không có nói gì hết. Im lặng điều này cho thấy là cái chính sách mà kiểm duyệt của Twitter bây giờ đã được nới lỏng rất là nhiều. Nhưng mà Elon Musk vào ngày hôm nay đã có một cái cuộc họp qua Zoom với một số tổ chức dân quyền. Một số tổ chức dân quyền. Và sau cái cuộc họp này thì ông tuyên bố là cái việc mà gỡ bỏ cái lệnh cấm một số chương mục để cho họ quay trở lại Twitter tạm thời chưa có thực hiện được cho đến khi nào mà họ thành lập một cái ủy ban và cái ủy ban này cái hội đồng này họ sẽ đưa ra những cái thủ tục họ sẽ đưa ra những cái quy định và theo những cái thủ tục quy định đó và ông tuyên bố là có thể mất vài tuần điều này có nghĩa là Donald Trump không thể quay trở lại Twitter trước bầu cử giữa kỳ năm nay tức là chỉ còn 6 ngày nữa thôi và cái tuyên bố của Elon Musk đã làm cho phía cánh hữu họ bực bội họ tức giận họ cho rằng ông này đã phản bội họ sở dĩ hương nhân nói đứng ngoài xem thì dễ lắm nhưng mà vào trong cuộc thì mới rất là khó đây là bài toán thử ngay cả cái trò đùa của team hacker và sau cái cuộc họp ngày hôm nay với các tổ chức dân quyền thì rõ ràng đây là một bài toán thử dành cho ông chủ mới của Twitter và cũng dành cho dàn lãnh đạo mới của Twitter. Quý vị biết là khi mà Elon Musk vào đó thì đã hạn chế lại cái quyền kiểm duyệt của rất là nhiều nhân viên ở trong Twitter chính vì vậy mà những cái tin tầm bậy tầm bạ misinformation những thông tin sai trái hay là như trong trong cái 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 tweet mà đùa ông tâm ông donald trump đã qua đời đó nó tràn lan một cách thoải mái và người ta cho rằng đây là tu chính án thứ nhất nếu mà tu chính án thứ nhất mà có thể gây ra những cái hậu quả khôn lường quý vị còn nhớ là trước đây khi mà cái cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton vào năm 2016 đó thì có cái lời đồn và cũng đồn đại trên mạng xã hội bảo rằng là tại một cái nhà hàng đó ở dưới tầng hầm là đại bản doanh của bà Hillary Clinton cầm đầu một đường dây là buôn bán tình dục trẻ em và đã khiến cho một nghi can từ tiểu bang khác đến đó và hành động bạo lực tại đây bởi vì tin rằng tin vào những cái điều đó cho nên tu chiến án thứ nhất đặt một cái câu hỏi rất là lớn và đây sẽ là một cái bài toán thử mà nó sẽ làm đau đầu ông Elon Musk ông chỗ mới của Twitter và hồi nãy hương nhân có chia sẻ với quý vị những cái bản tin mà có diễn biến mới chung quanh cái cuộc điều tra về tài liệu mà của bộ tư pháp có những bản tin liên quan đến ông Donald Trump hương nhân sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị vào ngày hôm nay cái phiên xét xử trong organization liên quan đến cái vụ kiện của những người biểu tình vào năm 2015 đã có xô xát với nhân viên bảo vệ an ninh của ông Donald Trump trước Trump Tower ở Fifth Avenue đại lộ thứ năm và lúc đó thì ông Đô, trước đó thì ông Donald Trump đã có bài phát biểu thông báo là mình sẽ ra tranh cử tổng thống và ông ta đã dùng những lời lẽ hết sức kỳ thị để nói về người di dân Mexico và những người biểu tình, họ đứng trên vỉa hè, vỉa hè là vỉa hè công và họ cầm những cái bảng hiệu và những cái bảng hiệu đó cũng trên vỉa hè công. Họ biểu tình phản đối ông Donald Trump và bảo vệ an ninh của ông Donald Trump đã dẹp yeah, đã xảy ra xô xát với những người biểu tình và chính vì vậy mà nó có cái vụ kiện này đây là vụ kiện dân sự mà quý vị biết là cái vụ kiện này nó bắt đầu khi mà ông Donald Trump vào tòa bạch ốc nhưng mà sau 445 năm nhiệm kỳ thì cái vụ kiện này nó không có đi tới đâu bây giờ sở dĩ vụ kiện được thúc đẩy nhanh hơn và được đưa ra xét xử sở dĩ là vì Michael Cohen, cựu luật sư tư chuyên đi chỉnh sửa đi sửa sai cho ông Donald Trump đã tiết lộ là ông đích thân ông Donald Trump đã ra chỉ thị cho nhân viên bảo vệ an ninh dẹp những người này, dẹp những người biểu tình và ông ta enjoy thưởng thức khi mà nhìn thấy cảnh nhân viên bảo vệ của mình đã hành hung có những cái hành hung có những cái hành động bạo lực đối với những người biểu tình và chính vì vậy mà vụ kiện này sau khi ông Donald Trump rời tòa bạch ốc đã được quay trở lại đã được hồi sinh trở lại chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay vào ngày hôm nay tức là vào phút chó khi mà ông tòa ống cho các bồi thẩm viên tương lai tôi nhân nói tương lai bởi vì phiên xét xử chưa có diễn ra cho các bộ thẩm viên đi ăn trưa, thì phía luật sư của ông Donald Trump đã đến gặp các nguyên đơn và trình bày cho họ một loạt giấy tờ và những nguyên đơn này đã lần lượt ký vào giấy tờ đó. Và một luật sư của Trump Organization đã thông báo với tòa là hầu như tất cả mọi người đều đã ký vào cái thỏa thuận. Có nghĩa là phía ông Donald Trump quyết định là gian xếp quyết định đạt được thỏa thuận để không có xét xử nữa. Lý do là gì? Lý do là họ không thể tìm ra được các bồi thẩm viên mà không có ác cảm với Trump hay là Trump Organization. Cái này nó nghe quen quen phải không quý vị? Bởi vì trong cái phiên xét xử vừa bắt đầu mới bắt đầu vượt qua đó đối với Trump organization và Trump payroll của văn phòng biện lý của Manhattan đưa ra thì phía ông Donald Trump cũng gặp khó khăn trong cái việc tìm bồi thẩm viên trong có ba bồi thẩm viên trong bồi thẩm đoàn xét xử Trump organization và Trump payroll liên quan đến cái việc là trả bổng lộc cho dàn lãnh đạo để mà tránh thuế tức là trả bổng lộc ngoài lương để trốn thuế họ cũng gặp khó khăn cho nên cuối cùng thì họ chấp nhận là có ba vị bồi thẩm viên. Họ có những cái họ không có mấy thiện cảm mặc dù nó không có cái tình cảm này nó không có mạnh lắm nhưng mà cuối cùng thì họ hứa là họ sẽ công tâm công minh. Họ chịu. Bây giờ chúng ta thấy là nó có sự tương đồng ở đây nó cũng tương tự như vậy bởi vì thành phố New York là thành phố cấp tiến mà đặc biệt là ở khu Bronx của quý vị biết tại vì cái phiên xét xử mà cái vụ kiện dân sự của những người biểu tình này thì nó xảy ra ở Bronx. Bronx là thành phố mà nó có đầy đủ các mọi sắc tộc là thành phố tập trung dân lao động từ khắp nơi. Và thành phố này nổi tiếng Bronx nổi tiếng bởi vì bồi thẩm đoàn thường là cho những cái nguyên đơn nhận được khoản những cái khoản bồi tiền bồi thường hào phóng từ những giới nhà giàu hay là những giới đại công ty cho nên là các luật sư của ông Donald Trump họ gặp rất là khó khăn trong cái việc tìm ra bồi thẩm viên mà không có ác cảm với ông Donald Trump và chính vì vậy họ vào phút chó họ quyết định là thay đổi ok dàn xếp dàn xếp để xong thay vì phải đối phó với bồi bồi thẩm đoàn mà theo truyền thống là những bồi thẩm đoàn ở Bronx. Họ họ cho họ thương, họ cho những cái số tiền bồi thường rất là lớn và mất thời gian. Và diễn biến mà chung quanh cái cuộc điều tra tài liệu mà Alago, đó là Cash Patel. Quý vị còn nhớ sau khi mà FBI họ nhận a à, họ thực thi cái trát khám xét tại mà Alago thì Cash Patel là cố vấn của ông Donald Trump người trước đây là từng làm ở ngũ giác đài rồi sau khi mà ông Donald Trump rời khỏi nhiệm kỳ thì Cash Patel được chỉ định làm đại diện cho ông Donald Trump để làm việc với cơ quan lưu trữ quốc gia là đặc biệt là những cái tài liệu mà liên quan đến cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Việc Cash Patel sau cái cuộc khám xét vào ngày 8 tháng 8 tại Mar-a-Lago ông ta là người đã lên tiếng và lên tiếng một cách rộng rãi bảo rằng Donald Trump đã làm giảm tính bí mật, đã làm mất tính bí mật của những tài liệu đó trước khi mà ông ta rời tòa bạch ốc. Cho nên ông ta có quyền đem về Malago. Mặc dù không có chứng cứ nào cho thấy là như vậy và cái tuyên bố của Cash Patel được các cố vấn cựu cố vấn của ông Donald Trump cựu viên chức ở tòa bạch ốc họ phản đối bởi vì họ cho rằng điều này không có chưa từng xảy ra. Cash Patel vào ngày 13 tháng 10 vừa rồi đã ra trước đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ tài liệu mà Alago. Nhưng mà ông ta không có trả lời các câu hỏi. Công tố viên đặt những cái câu hỏi mà liên quan đến cái tuyên bố của ông ta rằng Donald Trump làm giảm tính bí mật Làm mất tính bí mật tài liệu. Các công tố viên cũng hỏi ông ta những cái chủ đề khác nữa không liên quan đến ông Donald Trump, không có liên quan đến tài liệu mật. Nhưng mà ông ta từ chối trả lời. Viện dẫn cái quyền tu chính án thứ năm Và chính vì vậy mà Bộ Tư pháp họ phải nhờ đến tòa giải quyết. Họ, họ đệ thỉnh nguyện lên tòa, yêu cầu tòa là buộc ông này phải ra điều trần. Và ông tòa ông cho rằng, ông tòa người cầm trịch trong cái vụ này cho rằng là Cash Patel phải được bảo đảm, phải được miễn tố để chống lại cái việc mà những lời khai của ông ta sẽ bị sử dụng để truy tố sau này. Tức là ông này, ông được miễn tố. Như vậy với cái quyết định của tòa cho phép Cash Patel được miễn tố, nó mở ra cánh cửa là ông Patel này, ông sẽ ra trước bồi thẩm đoàn ông trả lời thẩm vấn không sử dụng đến tôi chiến án thứ năm nữa bởi vì ông có quyền trả lời bất cứ những câu hỏi nào mà không có lo sợ là những cái lời khai của mình sẽ bị công tố viên sử dụng để truy tố sau này và như vậy cái lợi của các nhà điều tra là như thế nào cái lợi của các nhà điều tra là họ sẽ có thêm thông tin và chúng ta chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua như hương giang chia sẻ trước đây Cuộc điều tra này Bộ Tư pháp đang tập trung vào hai nhân chứng, đó là Kash Patel nhưng mà quan trọng hơn đó là Wagner. Nota. Nota từng là đầu bếp cho Hải quân Hoa Kỳ trong cái căng tin của Hải quân Hoa Kỳ ở trong tòa bạch ốc và sau đó trở thành là người phục vụ riêng, nói chung là người hầu của ông Donald Trump trong thời gian ông Donald Trump nhiệm kỳ tổng thống và sau khi ông Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc về Mar-a-Lago thì Nota vẫn là người hầu người phục vụ riêng cho ông Donald Trump. Ông này trong băng hình cho thấy ông ta đã di chuyển những cái thùng tài liệu và chính vì vậy mà Bộ Tư pháp họ đã tập trung vào nhân vật này. Nhưng mà họ tập trung vào nhân vật này thì cho thấy là rõ ràng cái cuộc điều tra này đang đẩy nhanh tốc độ và cái việc này nó cho thấy là các nhà điều tra bây giờ họ đang cân nhắc là sẽ có những cái biện pháp gì đối với những nhân chứng quan trọng như vậy. Chẳng hạn như họ cho miễn tố, cấp miễn tố để họ có được cái sự hợp tác có lời khai. Hay là đạt được một cái thỏa thuận hợp tác hay là cuối cùng truy tố những cái người này như là họ dọa với nota là không có đưa ra lời khai trung thực thì sẽ bị cáo buộc cái tội lường gạt các nhà điều tra chẳng hạn như vậy nhưng mà bây giờ cash Patel thì được miễn tố rồi thông thường các nhà điều tra họ không có muốn là đề nghị miễn tố mà họ muốn đạt được thỏa thuận mà thôi điều này cho thấy là bây giờ các nhà điều tra bộ tư pháp muốn truy tố ông cash Patel thì phải truy tố dựa vào những cái thông tin vừa dựa vào những cái chứng cứ mà họ thu thập được nếu như mà họ quyết định truy tố ông này một tội nào đó thì họ phải dựa vào những thông tin những cái chứng cứ họ thu thập được ngoài những cái lời khai của ông ta bởi vì những lời khai của ông ta là những lời khai được miễn tố còn một nhân vật cũng được bộ tư pháp đề nghị được miễn tố dưới một hình thức nào đó đó là bà luật sư Chris, Christina Bob nhưng mà bà này theo truyền thông cho biết là bà từ chối bà bảo là bà không có cần dầu gì thì dầu cái cuộc điều tra này cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết là kết quả nó sẽ như thế nào bởi vì bộ tư pháp họ sẽ không có làm gì cả cho đến vài tuần sau bầu cử và như vậy có thể theo đánh giá là có thể là vào tháng 12 có một bản tin cũng liên quan đến ông Donald Trump đó là gì quý vị biết là các cố vấn của ông Donald Trump các luật sư của ông Donald Trump đúng hơn họ nhìn thấy thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas là niềm hy vọng tốt nhất là một niềm hy vọng rất là mạnh mẽ giúp họ hy vọng là họ sẽ đảo ngược được kết quả bầu cử năm 2020 chúng ta nhớ là ông Clarence Thomas là người giám sát những cái thỉnh nguyện khẩn cấp từ tòa phúc thẩm khu vực 11 tức là tại Atlanta và trong những cái email trao đổi giữa luật sư uh, Jesse Pro vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã gửi cho John Eastman cùng với các thành viên trong toán cố vấn pháp lý của ông Donald Trump nói rõ là ông ta hy vọng rằng Clarence Thomas sẽ đưa ra một cái án lệnh mà giúp họ trì hoãn và đặc biệt nếu mà trì hoãn được cho tới ngày 5 tháng 1 thì như vậy cái cơ may mà ông Donald Trump đảo ngược kết quả bầu cử nó rất là lớn, đặc biệt là tại Georgia. Mà quý vị biết rồi, Clarence Thomas cùng với bà vợ Virginia Ginny Thomas thì gây tranh cãi rất là nhiều. Bởi vì trong lịch sử tối cao pháp viện của Hoa Kỳ chưa có một thẩm phán hay là người phối ngẫu của thẩm phán tối cao pháp viện lại tham gia vào hoạt động chính trị một cách gọi là không giấu giếm công khai như vậy Bà Ginny Thomas cho đến giờ bà vẫn tin rằng là bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Cho nên là không có gì ngạc nhiên khi mà các luật sư của ông Donald Trump xem rằng cho rằng Clarence Thomas là cái phao cứu sinh của họ. Mặc dù kết quả nó không có được như ý, nhưng mà quý vị thấy là trong suốt thời gian mà phía ông Donald Trump tìm mọi cách đấu đá tại tòa về kết quả bầu cử có những vụ được lên tối cao pháp viện thì cái lá phiếu duy nhất mà đứng về phía họ vẫn là Clarence Thomas rất là may các vị thẩm phán khác còn có lương tâm và cũng nói về ông John Eastman những cái những cái email sở dĩ mà những cái email về John Eastman về Clarence Thomas tiết lộ ra ngoài là do cái accident và ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện capitol đó hình như họ đã không biết là cái đường dẫn vào những cái tài liệu này vẫn còn active cho nên vô hình dung những cái email này trong cái trong cái lô email cuối cùng trong cái lô email gần đây gồm 8 email mà John Eastman tìm mọi cách để không có lọt vào tay ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 nhưng mà cuối cùng thì tòa đã bác đơn của ông này. Và ủy ban nắm trong tay những cái email này. Những cái email này cho thấy là các luật sư của ông Donald Trump. Xem Clarence Thomas là niềm hy vọng tốt nhất của họ. Ngoài ra John Eastman cũng hết sức là lo ngại. Là nếu như mà Donald Trump đi ra trước tòa. Tức là thân chủ của ông ta ra trước tòa. Sẽ đưa ra những cái tuyên bố sai trái. Tức là bản thân họ biết Donald Trump. Những cái tuyên bố của Donald Trump sai trái và bản thân họ biết cái nỗ lực của họ, cái nỗ lực đảo ngược bầu cử của họ cũng không có đi đến đâu. Và hương nhân nhìn đồng hồ của mình, thời gian hết rồi, thưa quý vị. cho nên hương nhân tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. À nhưng mà quý vị biết là cũng liên quan đến cái cuộc điều tra về tài liệu Malago thì mới đây vào tuần trước, truyền thông họ cho biết là bộ tư pháp đã mời một công tố viên. Công tố viên này là công tố viên kỳ cựu, được xem là một trong những công tố viên năng lực nhất về an ninh quốc gia hiện nay. Trong cái thời của ông, ông đạt được rất là nhiều thành tựu. Và công tố viên này thì trước đây làm việc ở thành phố New York, rồi sau này thì chuyển về hình như là ở Kansas, không có nhớ chắc chắn lắm. Và ban đầu thì bên Bộ Tư pháp các công tố viên họ liên lạc với ông để nghe ý kiến và nhờ sự hỗ trợ trong cái cuộc điều tra về bạo động điện Capitol. Nhưng mà dần dần thì ông được lôi vào, tập trung vào cái cuộc điều tra về tài liệu mà Alago. Điều này cho thấy là Bộ Tư pháp họ rất là nghiêm túc và họ xem cái vấn đề tài liệu quốc gia là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Và Hương Giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Và Hương Giang chúc quý vị là tối nay quý vị nào có mua vé số Powerball giống giống như Hương Giang thì quý vị may mắn. Không có cần giải đặc biệt đâu bởi vì bây giờ Hương Giang cũng không có cần giải đặc biệt nữa bởi vì có trúng 1,2 tỷ Mỹ Kim cũng không có mua nổi Twitter rồi. Cho nên trúng giải nhỏ nhỏ thôi cũng được mà làm cho chúng ta vui, đem lại niềm hy vọng. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và xin hẹn gặp lại.